Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh làm vườn S Garden. Hiện tại thì chỉ còn khoảng hơn 3 tháng nữa là đã đến Tết âm lịch. Hiện nay thì các nhà vườn nói chung là đang tập trung chăm sóc các loại hoa để phục vụ ngày Tết. Thì hiện tại ở trong vườn nhà mình thì có rất nhiều các loại hoa phục vụ ngày Tết. Đầu tiên xin giới thiệu với các bạn một loại hoa rất là dễ trồng và phổ biến. Đó là hoa hoa ngọc thảo. Đây là dòng hoa ngọc thảo cánh đơn có nhiều màu sắc khác nhau. Đó. Đây là màu cam. Màu cam kẻ sọc trắng. Và có màu hồng, màu tím, kẻ trắng và rất nhiều các loại màu khác. Đây, còn đây là nguyên màu cam này. Cái cây này thì nó đã bắt đầu ra rất là nhiều nụ và hoa. Và sau này nếu mà chúng ta chăm sóc tốt thì nó sẽ thành một cái khóm hoa rất là lớn và trông rất là đẹp. Nếu mà chúng ta để trong chậu lớn hoặc là chăm sóc sau một thời gian, cây nó sẽ xòe ra và rất là nhiều hoa, sai hoa rất là đẹp. Một cái chậu này thì cái bầu này thì nhỏ thôi, nó kích thước khoảng 15cm thôi. Đây các bạn quan sát nha, rất là nhiều nụ này trên các đầu lá. Đó. Trên các đầu ngọn của nó rất là nhiều nụ, mặc dù cây rất là nhỏ. Và một cái cây như này nó rất là nhiều nhánh nhé. Đây, nếu mà chúng ta trồng ra cái chậu lớn hơn một chút thì cây này cùng thời điểm cây nó sẽ phát triển rất là nhanh hơn so với cây trong bầu, do điều kiện của nó là nhiều đất, nhiều chất dinh dưỡng hơn, chậu lớn hơn nên cây phát triển nhanh hơn. Đây, trong bầu này xòe rất là đều này, chi chít lại các nụ, hiện tại phát triển rất là mạnh, chậu hoa ngọc thảo rất là mạnh. Đó, cái màu tím của nó khá là đẹp ấy. Và mình xin báo giá luôn cái chậu hoa ngọc thảo cánh đơn rất là đẹp như này. Nếu các bạn mà có nhu cầu mua lẻ thì một chậu như này có giá khoảng 20.000 đồng. Các bạn lưu ý nhé, 20.000 đồng nếu các bạn mua lẻ. Đó, nếu các bạn mua lẻ ở dưới 10 chậu thì có giá là 20.000 đồng. Nếu mà các bạn mua số lượng 10 chậu trở lên thì có giá 15.000 đồng. 15.000 đồng một chậu như này. Rồi mình xin giới thiệu với các bạn một loại hoa thứ hai cũng rất là được nhiều người yêu thích và trong chơi ở trong ngày Tết. Đó là hoa cẩm chướng. Đây là những chậu bầu hoa cẩm chướng. Đây là một bầu hoa cẩm chướng màu hồng. Đấy, hồng rất là đẹp đấy. Chúng ta quan sát ở trong cái cánh hoa của nó rất là đẹp, nó không phải là một màu mà nó còn có những cái kẻ. Đó, ở trong những cái tròn kẻ rất là đẹp. Đây, cây hiện tại thì đang phát triển. Đấy, nó còn nhỏ thôi. Chiều cao nó khoảng 15cm đấy. Và có rất là nhiều màu nhá, từ màu hồng này cho đến màu cam. Đó. Màu đỏ này. Rất là nhiều màu sắc. Đây, màu hồng nữa này. Đây, lại còn có cái màu
Một chậu cẩm chướng như này thì có 3 cây. Và sau này nó lớn lên thì chậu nó sẽ rất là tốt và nhiều nhánh. Ví dụ như cái chậu này này. Đó. Sau này chúng ta chăm sóc. Cây này nó mới bắt đầu có hoa thôi và còn chơi nó rất là lâu. Đấy, những cái nhánh của nó nhỏ như này sau nó sẽ phát triển lên và thành một cái khóm rất là tốt. Đây các bạn nhìn nhé, mỗi chậu gồm có 3 cây. Đó, 3 cây. Có chậu thì có màu sắc khác nhau. Đấy. 3 cây và có những cái màu nó khác trong một chậu. Rất là đẹp. Và một cái chậu như thế này. Một chậu như này nếu mà các bạn mua lẻ dưới 10 cây thì có giá khoảng 20.000 đồng. Nếu các bạn mua trên 10 cây. Đấy, trên 10 cây thì có giá 15.000 đồng các bạn nhé. Trên 10 cây có giá 15.000 đồng. Đấy, rất là rẻ. So với các loại hoa khác thì nó rất là rẻ. Rồi, vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn về hoa cẩm chướng. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại hoa khác. Đó là hoa sắc pháo. Sở dĩ nó có tên gọi hoa sắc pháo tại vì những cái cánh hoa của nó như những cái sắc pháo. Nếu mà các bạn biết thì ngày xưa thì chúng ta vào thời điểm Tết Nguyên Đán thì mọi nhà đều có những cái bánh pháo ở trong nhà nổ rất là giòn giã. Thì những cái hoa màu đỏ như này nó tượng trưng như là những cái quả pháo. Đấy. Vì vậy nó có tên là hoa sắc pháo. Hoa sắc pháo này thì nó có màu màu đỏ. Các bạn nhé, có màu đỏ. Và một bầu hoa này rất là nhỏ nhắn và xinh này. Và hiện tại thì nó bắt đầu có nụ thôi. Bắt đầu có nụ. Lá rất là xanh. Chiều cao của nó khoảng 12-15cm. Một bầu sắc pháo như này nếu mà các bạn mà mua tại thời điểm bây giờ thì có giá khoảng 10.000 đồng. Nếu các bạn mua lẻ thì có giá khoảng 10.000 đồng nhé. Đó. Nếu các bạn mua xỉ thì khoảng 8.000 đồng. Xỉ thì khoảng số lượng 20 bầu trở lên. Đấy, dưới 20 bầu thì có giá 10.000. Còn trên 20 bầu sẽ có giá là 8.000 đồng. Rất là rẻ. Rẻ hơn so với hoa cẩm chướng và với hoa ngọc thảo. Có rất là nhiều các bạn nhé. Nếu các bạn nào mà mua xỉ thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0985 028 936. Các bạn ở xa thì cũng có thể mua, mình sẽ ship theo cái xe khách. Cây sẽ được đảm bảo trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên thì rất là ưu tiên cho các bạn gần ở đường quốc lộ 1A, trên tuyến quốc lộ 1A ấy, đi từ Hà Nội vào đến Sài Gòn. Lộ trình là Hà Nội và đi đến bến xe miền Đông. Các bạn nào ở khu vực gần đường quốc lộ 1A mà muốn mua xỉ thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại. Mình nhắc lại là 0985 028 936. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình giới thiệu về ba loại hoa. Đó là hoa ngọc thảo, hoa cẩm chướng và hoa sắc pháo. Video của mình đến đây tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được xem những video mới nhất của kênh, đồng thời ủng hộ kênh và các bạn có thể tham khảo về giá các loại hoa ngày Tết các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.